Hello, xin chào tất cả mọi người, và mình là Đức Meo Meo. Thì bây giờ mình đang ở quảng trường Nguyễn Văn Linh ở thành phố Hưng Yên. Và bây giờ mình đang làm cái clip nhỏ, đấy là quay cô công chúa nhỏ của nhà mình, quái xế đời mới. Đấy, nào, đánh vỉa đây, nhanh lên. Bốc đầu xem nào. Ok. Bò cua như nào? Rồi, đấy. Con drip đi, nhanh lên, con drip đi. Nếu mà con mà lái xe tốt sau thì cho đóng phim Fast and Furious nhá. Quậy đâu rồi, lái nhanh nhanh lên. Đây, anh đang quay đây rồi. 1000 người đang xem này, nhanh nhanh lên. Chỉ đi chậm thế này thôi á, à? Ô tô lại chậm hơn cả xe của Bảo Hân à? Chắc nó không biết vào số hay những thứ như nào chứ. Bảo Hân ơi, Bảo Hân ơi, làm một vòng đánh lái đây xem nào. Con phi ra đây, phi mạnh ra đây xem nào. Nhanh. Ít rồi. Mặt tâm trạng ấy con. Chạy chạy lùi ra đây cho nó sáng nào. Rồi, quay xế. Nhanh, tổ lái ra đây xem nào. Tổ lái ra đây xem nào. Đây. Đây rồi, hello 1000 người đang xem đi. Rồi, lướt qua như một vị thần ấy. Chạy rất lạnh lùng nhá. Lướt như một vị thần ấy. Nào cười với cả 1000 người đang xem nào, nhanh lên. Ê. Ok, các bạn nhớ subscribe kênh và ấn chuông nhá để theo dõi những video clip mới.